Vâng, đi ra ngoài này, hai đứa kia mẹ đang làm, cứ ra đấy. Dạ. Ủa em đâu? Đang đứng thằng tàu. Chiều, thế thấy ba đi ra đường đấy không biết đang bảo gì, chỉ cười. Ngẩn ngơ. Thế bà đi đường đấy phải hỏi bà đi đâu đấy hay đấy. Lên tận nơi rồi đi. Bà hay gặp cho cô Duyên. Duyên đã để lại xuống. Cháu ăn cái gì? Hẹ hẹ cái gì? Hai ngày nữa. Ương. Trời ơi, đàn mạng cái gì rồi. Ba. Đi ra đây. Đi, đi ra đây, đâu ra đây. Đây của con đây. Nói ăn nhanh hơn thì ăn chậm nhỉ? Đúng không chú?